với clip này thì mình sẽ hướng dẫn cho bà con về cái kỹ thuật trồng trụ tiêu mà thay thế cái trụ sống nó chết đi á. Thì về cái yêu cầu này thì yêu cầu bà con chuẩn bị một mấy con hố, thì con tầm 1 mét hoặc là từ 8 phân đến 1 mét. Thì bà yêu cầu cần thêm là một cái chữ T nữa, để khi mà dựng trụ á chúng ta đẩy vào cái thế chúng ta dựng thì nó dễ hơn, không bị trôi trụ hay là chảy trụ. Thì với clip này thì hoàn toàn là clip thực hiện ở vườn tiêu, toàn bộ là trụ sống, trụ tự nhiên hết, hay trụ buồn. Thì trụ này thì trụ bê tông này thay thế cho một số trụ buồn bị chết á, do kỹ thuật mé mùa không đúng nên nó bị chết trụ nên giờ phải thay thế. Thì qua cái clip này bà con vui lòng đăng ký kênh để xem hết cái clip về cái quy trình dựng trụ như thế nào và dựng như thế nào có hiệu quả. Và sau này bắt đầu tiến hành sẽ hướng dẫn bà con về kỹ thuật sang dây tiêu từ cái trụ sống sang cái trụ bê tông này, khi mà cái trụ sống nó đã chết không được sử dụng nữa thì sẽ như thế nào. Thì có clip này thì đang tiến hành dựng trụ, thì vừa con và vừa dựng liền luôn clip. Thì 100 trụ này thì dựng trong một buổi chiều là xong. Thì có clip này bà con vui lòng đăng ký kênh và theo dõi clip về cái kỹ thuật dựng trụ tiêu. Đỏ xanh, đỏ xanh.
Cái này khô hơn nửa năm rồi.